Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 5 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn và nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.